Xin chào các bạn. Ngày hôm nay, Stop Motion Studio xin hân hạnh giới thiệu đến quý bạn, quý độc giả, nhất là quý độc giả nhỏ tuổi, các siêu anh hùng, các super siêu anh hùng mà trong lý tưởng của chúng ta ai cũng đều thích. Đó là các nhân vật siêu anh hùng được gọi là Super Power Hero in Adventure 4 Action. Đây, các bạn xem đây. Đây, trong này chúng ta có 5 nhân vật. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nhân vật siêu anh hùng. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết từng nhân vật một nha. Nhân vật đầu tiên. Xin chào các bạn, ta là Superman. Superman có sức mạnh siêu nhân trong thiên hạ, bậc nhất trong thiên hạ. Xin chào các bạn. Chào bạn. Ngước đầu lên. Xin chào. Đó. Siêu nhân xin chào các bạn. Đây là một nhân vật siêu anh hùng, bậc nhất trong thiên hạ. Đây là nhân vật số 2 của chúng ta. Đây là một siêu anh hùng khác. Đó, các bạn thấy không? Rất mảnh trai không? Đẹp trai không? Đó, gương mặt này thấy gò không? Đó, gương mặt thấy gò không? Đó, có một chiếc áo giáp. Một chiếc áo giáp có thể nói là đắt tiền. Có nghĩa là chiếc áo giáp này có thể là vô địch thiên hạ. Đó, đây đôi tay của người này. Đó, ghê chưa? Đó, cú đấm thép của người này thật là lợi hại. Đó, thấy ghê chưa? Đó, đinh. Xin chào các bạn. Đây là nhân vật thứ ba của chúng ta. Đây là anh hùng Hút. Đó, một kẻ có sức mạnh kinh hồn, một nhân vật chính nghĩa trong võ lâm. Anh ấy có sức mạnh phi thường, với những cú đấm thép hạ gục biết bao nhiêu đối thủ. Đây là cái đôi tay của anh hùng Hút. Đó, bóp bao nhiêu kẻ thù đã tan nát dưới tay anh. Đó, nghe chưa? Nghe chưa? Đó, ghê quá. Đó. Và đây là một nhân vật khác, một anh hùng khác. Đây, ghê quá. Đó, một anh hùng khác. Đó, anh hùng đây. Đây, một người máy rất là gì? Rất là mãnh liệt, rất là cứng rắn, rất là siêu anh hùng. Đó, có thể chống chọi biết bao nhiêu kẻ thù. Đó, ghê quá. Đó. Đây, và đây là nhân vật cuối cùng của chúng ta. Đây là một người sắc rất là kinh người ghê lắm. Đó, anh ấy một nhân vật siêu nhân rất là lý tưởng. Đó, ghê chưa? Đó, thôi bây giờ mời các bạn hãy chiêm ngưỡng lại 5 nhân vật siêu anh hùng của chúng ta. Đây là những nhân vật siêu anh hùng mà trong ước mơ chúng ta ai cũng muốn trở thành một siêu anh hùng trong tương lai. Đó, khi chúng ta ngủ, chúng ta ăn, chúng ta học, chúng ta đi nằm mơ, và chúng ta đều muốn trở thành là gì? Một trong những siêu anh hùng trong tương lai. Anh hùng Hút, Superman, người máy, của chúng ta. Mỗi người đều có một sức mạnh kinh hồn riêng biệt và có những khả năng chiến đấu của mình rất là cao. Đặc biệt, đây anh này có một cái khí như thế này. Biết chưa? Các bạn biết cái vũ khí này của ai không? Người chưa? Đó, một vũ khí mà có thể chống lại biết bao nhiêu cung đạn, cung tên, đạn dược.
đây nữa. Đây là gì? Đây là một khẩu súng trường. Một khẩu súng trường mà có thể là bậc nhất, hiện đại nhất, thứ vũ khí mà có thể siêu khủng cho hàng trăm, hàng ngàn tên địch trong giới đất. Đó, vui chưa? Đó. Đây nữa, hay, đây là chiếc búa, đây là chiếc búa thần kỳ. Đó, chiếc búa thần kỳ là một thứ vũ khí mà hiện đại, có thể nói là chiếc búa này gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần chiếc búa hiện đại bây giờ. Nó có một sức mạnh vô biên, đập núi, núi bể, đập mây, mây tan. Đó, nghe chưa? Giết hàng trăm, nghìn tên địch toàn dưới đất.